Danh ca Ngọc Sơn nhận lời giúp đỡ Hồ Văn Cường, cố gắng nhiều ngày nhưng chưa liên lạc được với con nuôi Phi Nhung. Khách đi đường bộ, đường biển vùng xanh không phải xét nghiệm. Miền Trung mưa bão dữ dội, nhiều người mất tích, lốc xoáy hàng chục nhà tốc mái. Giữa bão sao kê, clip Thủy Tiên và Công Vinh song ca tình cảm trên sân khấu lại bị ném đá tới tấp. Đợt dịch thứ tư tiêu tốn hơn 30.400 tỷ đồng từ ngân sách. Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Danh ca Ngọc Sơn nhận lời giúp đỡ Hồ Văn Cường, cố gắng nhiều ngày nhưng chưa liên lạc được với con nuôi Phi Nhung. Sau khi lên tiếng giải thích và phủ nhận chuyện hờn trách hay giận Hồ Văn Cường, Danh ca Ngọc Sơn bất ngờ có chia sẻ mới liên quan đến chuyện sẽ giúp đỡ và đào tạo nam ca sĩ nhí sáng ngày 17 tháng 10, trên Facebook cá nhân, nam danh ca cho biết đã nhận lời từ một bầu xô thân thiết sẽ hướng dẫn và hỗ trợ Hồ Văn Cường trong khoảng thời gian sau này. Nói về lý do ra mặt giúp con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung, Ngọc Sơn thổ lộ, thấy tội nghiệp thằng bé, hãy mở lòng yêu thương và giúp đỡ nhau, vui lòng không bình luận câu nào đụng chạm đến bất kỳ ai nhé. Đáng nói, danh ca Ngọc Sơn tiết lộ đã cho trợ lý đi tìm và liên lạc với Hồ Văn Cường nhiều ngày qua nhưng không được. Chia sẻ này của nam danh ca khiến khán giả vô cùng lo lắng cho tình trạng hiện tại của Hồ Văn Cường. Trước đó, Hồ Văn Cường liên tục lộ dấu hiệu đang chuẩn bị dọn ra khỏi nhà riêng của cố ca sĩ Phi Nhung ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi viết tâm thư phần trần, nam ca sĩ nhí đã vắng bóng trên mạng xã hội trong nhiều ngày qua. Trong một diễn biến khác, tối 16 tháng 10, một người trong FC Hồ Văn Cường đã đưa ra thông báo. Tin từ FC, Hồ Văn Cường và gia đình đã ra ở riêng và cả nhà ổn. Hồ Văn Cường hiện tại chưa có bất kỳ mạng xã hội nào, tất cả tài khoản Facebook, TikTok, YouTube hiện nay mang tên Hồ Văn Cường đều là giả mạo. Tuy nhiên thông tin này chưa được chính chủ xác nhận. Và tối 16 tháng 10, danh ca Ngọc Sơn cũng lên tiếng giải thích về phát ngôn trách Hồ Văn Cường không làm tròn chữ hiếu. Những từ ngữ như giận ghét một ai không bao giờ có từ cửa miệng Ngọc Sơn. Cả cuộc đời này dành báo hiếu, tập thể thao, rèn luyện nhiều ngoại ngữ, những tình hoa của thế giới, sáng tác và cống hiến hết mình, không có nhiều thời gian và không dám liên quan dính líu đến chuyện khác. Cả nhà hãy bình tĩnh trước những tin không đúng, khi nào chính miệng học sơ nói ra và tuyên bố thì mới là chính xác. Khách đi đường bộ, đường biển vùng xanh không phải xét nghiệm. Bộ Giao thông Vận tải tối qua 16 tháng 10 vừa ban hành hướng dẫn tạm thời áp dụng với hoạt động vận tải của năm lĩnh vực, theo đó hành khách đi vận tải đường bộ, đường thủy, đường biển chỉ phải xét nghiệm nếu từ vùng có dịch. Hướng dẫn tạm thời của Bộ Giao thông Vận tải áp dụng với hoạt động vận tải của năm lĩnh vực: đường bộ, đường thủy, nội địa hàng hải, đường sắt, hàng không trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Hướng dẫn điều chỉnh cũng dựa trên 4 cấp độ dịch. Cấp 1, nguy cơ thấp, bình thường mới tương ứng với màu xanh. Cấp 2, nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3, nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Cấp 4, nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ. Phạm vi đánh giá cấp độ dịch được đánh giá từ quy mô cấp xã, khuyến khích đánh giá từ phạm vi quy mô nhỏ nhất có thể dưới cấp xã nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả đối với hành khách tham gia vận tải đường bộ, đường thủy nội địa, đường biển phải tuân thủ 5K, khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế. Bộ Giao thông Vận tải chỉ yêu cầu xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khiếu giác, khó thở, xét nghiệm với hành khách có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến địa bàn có dịch ở cấp 3, đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng, phong tỏa, không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp khi có yêu cầu điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa. Vụ tai nạn tàu ngầm hạt nhân Mỹ gây quan ngại an toàn ở Biển Đông vào ngày 17 tháng 10, CNN dẫn lời hai quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Connecticut của nước này đã đâm vào một vật thể dưới nước ở Biển Đông vào ngày 2 tháng 10, khiến 11 thủy thủ trên tàu bị thương. Hải quân Mỹ khẳng định, lò phản ứng hạt nhân của tàu ngầm USS Connecticut không bị ảnh hưởng và tàu có thể trở về căn cứ hải quân ở đảo Guam để kiểm tra. Trong khi đó, tờ South China Morning Post tối ngày 16 tháng 10 dẫn lời nhà nghiên cứu quân sự Châu Thần Minh ở Bắc Kinh cho rằng, khả năng rò rỉ chất thải phóng xạ từ tàu USS Connecticut là quan ngại hàng đầu đối với các nước trong khu vực. Một số chuyên gia quốc phòng cảnh báo các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có nguy cơ gặp sự cố dưới nước gây ra rò rỉ hạt nhân. Sở hữu tàu ngầm hạt nhân có thể đại diện cho các khả năng phòng thủ và tấn công của một quốc gia, nhưng tình trạng thiếu các quy định mang tính bắt buộc nhằm buộc tất cả các nước tuân theo vẫn còn là một vấn đề lớn. Cả hai ông Lý và Châu cho rằng, vụ tàu ngầm USS Connecticut gặp nạn ở Biển Đông nhắc nhở khu vực về những nguy cơ và chi phí ngày càng tăng của các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ngoài ra, một nguồn tin quân đội Trung Quốc cho hay, chi phí thao dỡ một tàu ngầm hạt nhân bằng chi phí đóng một tàu mới, nguồn tin tiết lộ, ở Trung Quốc khi chính quyền trung ương chi 10 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1,5 tỷ đô la Mỹ để đóng một tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân thì cũng chuẩn bị thêm 10 tỷ nhân dân tệ cho chi phí loại biên tàu đó. Vụ trên giấy tờ của Đàm Vĩnh Hưng giàu có và quyền lực như thế nào? Sáng ngày 16 tháng 10, mạng xã hội xôn xao tin tức bầu sô hải ngoại Jacky Liên Phạm đã nộp đơn ly hôn ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tại Mỹ, kết thúc cuộc hôn nhân bí mật sau hơn 10 năm. Cụ thể, tháng 8 năm 2021, bà Jacky Liên Phạm đã đệ đơn ly hôn Đàm Vĩnh Hưng lên tòa án quận Cam, bang California, Mỹ. Thông tin từ đơn ly hôn cho biết, bà Jackie Phạm đã kết hôn với ông Huỳnh Minh Hưng, tên thật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vào ngày 13 tháng 6 năm 2004 và ly thân ngày 22 tháng 2 năm 2018. Cả hai không có con chung và không phân chia tài sản. Được biết cách đây nhiều năm, từng có những đồn đoán về cuộc hôn nhân bí mật của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và bầu xô liên phạm tại Mỹ. Tuy nhiên, vào thời điểm đó không có bằng chứng xác thực nào để kiểm chứng thông tin này. Sau khi tin tức về vụ ly hôn của Đàm Vĩnh Hưng nổ ra, netizen vô cùng tò mò về danh tính người vợ trên giấy tờ của ông Hoàng Nhật Việt. Bà Jackie Liên Phạm, sinh năm 1954, là một bầu sô vô cùng nổi tiếng trong làng giải trí hải ngoại và sở hữu một công ty giải trí và một nhà hàng sang trọng tại Mỹ. Năm 1994, bầu sô Liên Phạm thành lập công ty Saigon Entertainment. Mỗi năm, Saigon Entertainment tổ chức hơn 20 chương trình giải trí có sự góp mặt của cả ca sĩ trong nước và ca sĩ hải ngoại. Bầu sô Liên Phạm còn là người có mối quan hệ rất thân thiết với loạt sao đỉnh đám trong showbiz, như Lệ Quyên, Hùng Ngọc Hà, Uyên Linh, Trấn Thành, Dương Triệu Vũ… Được biết trên trang cá nhân, bà xã Mr. Đàm thường xuyên cập nhật những bài đăng bày tỏ sự ủng hộ Đàm Vĩnh Hưng trong hoạt động nghệ thuật. Ông Hoàng Nhật Việt cũng tích cực tương tác và gọi người vợ trên giấy tờ của mình là sếp. Hiện tại việc ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị đệ đêm ly hôn vẫn đang gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, giọng ca sinh năm 1971 không có bất kỳ phản hồi nào thêm về vấn đề này. Đợt dịch thứ tư tiêu tốn hơn 30.400 tỷ đồng từ ngân sách Kinh phí ngân sách nhà nước đã cấp hơn 30.400 tỷ đồng, tương đương hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ để phòng chống dịch và quá nửa trong số đó được Bộ Y tế sử dụng để mua vaccine. Con số trên được đề cập trong báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch về kết quả bước đầu phòng chống COVID-19 trong đợt dịch lần thứ tư. Từ đầu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua 4 đợt dịch, quy mô địa bàn và mức độ lây lan qua mỗi đợt có xu hướng phức tạp hơn. Đến nay cả nước ghi nhận 860.000 ca mắc, riêng đợt dịch thứ tư có 858.000 ca mắc và 21.000 ca tử vong. Ban chỉ đạo quốc gia cho biết đợt dịch thứ tư kéo dài hơn 5 tháng, đến nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên toàn quốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số ca nhiễm mới và tử vong giảm rõ rệt dù vẫn ở mức cao. Về tài chính chống dịch, Ban chỉ đạo quốc gia cho biết trang thiết bị được mua từ nguồn ngân sách nhà nước, vận động tài trợ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức chính phủ các nước. Riêng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đã cấp để thực hiện phòng chống dịch COVID-19 là hơn 30.400 tỷ đồng. Trong đó, các bộ, cơ quan trung ương đã sử dụng hơn 25.200 tỷ đồng, riêng Bộ Y tế là 21.188 tỷ đồng, trong đó sử dụng mua vaccine là hơn 15.500 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền hỗ trợ các địa phương trong năm 2021 là 5.154 tỷ đồng, hỗ trợ đặc thù riêng cho một số địa phương có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và lan rộng. Hải Dương 270 tỷ đồng, thành phố Hồ Chí Minh 2.000 tỷ đồng, Đồng Nai 500 tỷ đồng, Bình Dương 500 tỷ đồng. Về vaccine, Việt Nam đã tiếp nhận 92,5 triệu liều và tiêm được hơn 61 triệu liều. Tính đến 16 tháng 10, có 60,2%. Người trên 18 tuổi được tiêm ít nhất một liều vaccine và 24,7% đã tiêm đủ hai liều kỷ luật hiệu trưởng giam học bạ của học sinh nghèo. Ngày 17 tháng 10, ông Đặng Huy Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tâm Thắng, huyện Cư Rút, tỉnh Đắk Nông thông tin, vừa công bố quyết định kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Nguyễn Ngọc Hải, Bí thư tri bộ, hiệu trưởng trường tiểu học Hà Huy Tập. Hình thức kỷ luật mà Đảng ủy xã Tâm Thắng đưa ra ở mức cao nhất là cách hết chức vụ trong Đảng đối với ông Hải do đã vi phạm điều lệ Đảng và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng. Còn việc ông Hải giữ học bạ của một học trò nghèo vì không có tiền đóng quỹ, ông Hải bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Chiều ngày 15 tháng 10, chúng tôi công bố quyết định kỷ luật trên nhưng đồng chí Hải cho rằng quá nặng và sẽ khiếu nại. Việc khiếu nại hay không là quyền của đồng chí, thời hạn khiếu nại trong vòng 30 ngày. Quá trình giải quyết đơn, tổ chức Đảng đã xem xét có tình có lý thái độ nhận thức của đồng chí Hải và vận dụng các quy định của tổ chức để đưa ra hình thức kỷ luật trên. Ông toàn thông tin. Ngoài ra, trong quá trình giải quyết đơn tố cáo của ông Hải, Đảng ủy xã Tâm Thắng đã mở rộng vụ việc và xác định thêm vi phạm về mặt đảng đối với tổ chức cá nhân trong trường hợp đình quyết định kỷ luật cảnh cáo chỉ ủy thuộc tri bộ trường tiểu học Hà Huy Tập và kỷ luật cảnh cáo một phó bí thư tri bộ, phó hiệu trưởng trường. Đầu tuần tới, Đảng ủy xã Tâm Thắng sẽ báo cáo kết quả giải quyết đơn tố cáo của ông Hải lên huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, phòng giáo dục và đào tạo huyện Cư Rút để có hình thức xử lý phù hợp về mặt chính quyền. Trước đó, ông Hải bị tố cáo có nhiều sai phạm trong công tác quản lý, trong đó có việc liên quan đến khoản tiền thưởng của học sinh tham gia các cuộc thi năng khiếu và học tập. Ngoài ra, ông Hải còn bị phản ánh vì giữ học bạ của học sinh IH, buôn nuôi xã Tâm Thắng vào năm học 2019-2020 khiến em suýt thất học. Lý do ông Hải giữ học bạ vì IH nợ tiền quỹ. Sau khi biết sự việc, một cô giáo dạy mầm non tư thục trên địa bàn xã Tâm Thắng đã đóng 500.000 đồng tiền quỹ giúp em IH và làm thủ tục nhập học lớp 6 cho em. Lúc ấy, học sinh đã đi học được 3 tuần miền Trung mưa bão dữ dội, nhiều người mất tích, lốc xoáy hàng chục nhà tốc mái. Ngày 17 tháng 10, mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Trung, mực nước lũ tại các sông như sông Hương, thành phố Huế, sông Thu Bồn, Vu Gia, Quảng Nam lên nhanh. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong sáng 17 tháng 10 đã có công điện yêu cầu công ty cổ phần thủy điện Hương Điền, thị xã Hương Trà tạm dừng vận hành điều tiết nước qua tràn đối với hồ chứa thủy điện Hương Điền để thực hiện việc tìm kiếm hai người mất tích khi đánh cá trên sông Hồ trong chiều 16 tháng 10. Ông Phan Thanh Hùng, tránh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hai người mất tích khi đi đánh cá trên sông Hồ được xác định là ông Trần Minh Đê, 65 tuổi, cùng vợ là Võ Thị Tê, chú phường Hương Vân, thị xã Hương Trà. Tại tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông cho biết, một nam thanh niên đã bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua khu vực đập tràn thuộc thôn Ly Tôn, xã Tả Long. Nạn nhân được xác định là HVG, sinh năm 2001, trú ở khóm 6, thị trấn Khê Xanh, huyện Hương Hóa. Cơ quan chức năng cho biết, anh Dê bị nước lũ cuốn khi đang trên đường về thăm người thân ở huyện Đắk Rông. Ông Thái Ngọc Châu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đắk Rông cho biết, đang huy động các lực lượng phối hợp với các nhà máy thủy điện trên địa bàn tổ chức tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên do mưa lớn vẫn tiếp tục, nước ở các sông suối dâng cao và chảy xiết nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn nên đến sáng 17 tháng 10 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Tại tỉnh Quảng Ngãi, một trận lốc xoáy kinh hoàng xảy ra vào dạng sáng ngày 17 tháng 10 đã khiến hàng chục ngôi nhà ở thôn Vĩnh Trà, xã Bình Thạnh và thôn Bình An Nội, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn bị tốc mái và hư hỏng nặng. Tại tỉnh Quảng Nam, ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, hiện mực nước lũ trên sông Vu Gia đang lên nhanh. Dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn có khả năng lên mức báo động 1 đến trên báo động 1. Ông Lê Hoàng Linh, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Giang cho biết, mưa lũ đã làm sạt lở nhiều tuyến đường nối các xã, nhiều điểm xói lở khiến xe cộ không thể qua lại, đặc biệt tại xã A San, một trận lũ bùn đổ về khiến ít nhất một ngôi nhà trên địa bàn xã bị hư hại nặng. Dự báo sao kê Clip Thủy Tiên và Công Vinh song ca tình cảm trên sân khấu lại bị ném đá tới tấp. Thời gian gần đây, Công Vinh Thủy Tiên là hai cái tên nhận nhiều sự quan tâm của công chúng khi vướng phải lùm xùm với CEO Đại Nam về chuyện sao kê từ thiện. Dù đã thực hiện sao kê, nhưng những bàn tán mỉa mai xoay quanh Công Vinh và Thủy Tiên vẫn còn ít nhiều. Điển hình như gần đây, đoạn clip Thủy Tiên và Công Vinh song ca bị ném đá giữa bão sao kê khi bị đào lại. Cụ thể, clip Công Vinh và Thủy Tiên song ca bị ném đá giữa bão sao kê đang được dân tình chia sẻ ghi lại khoảnh khắc của một buổi họp fan offline. Thủy Tiên và Công Vinh đã cùng nhau xuất hiện để giao lưu cùng các fan và tất nhiên không thể thiếu tiết mục hát hò. Và điều đặc biệt là không chỉ mình Thủy Tiên hát, Công Vinh cũng góp vui cùng vợ trong buổi offline. Hai vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên đã lựa chọn ca khúc Quay về đi, đình đám một thời mà Thủy Tiên thể hiện cùng nụ Phúc tịnh. Thủy Tiên là ca sĩ chuyên nghiệp và cũng là bài hát của cô nên không gặp khó khăn gì Riêng Công Vinh thì hơi ngượng ngùng và có chút quên lời, và tôn giọng hát thì lại xuống hơi trầm nên dẫn đến khó nghe. Chưa dừng lại ở đó, ở đoạn sau, Công Vinh cũng nhấp nhê hát nhá hàng ca khúc Happy Wedding chỉ cần anh thôi, mà sau này Thủy Tiên mới phát hành với thái độ có phần hơi gượng ép. Bên dưới đoạn clip được dân dân chia sẻ lại này, cư dân mạng cũng để lại nhiều bình luận tiêu cực, ném đá mạnh mẽ cho hai vợ chồng. Từ 0 giờ ngày 18 tháng 10, Bệnh viện Việt Đức khám chữa bệnh trở lại. Sau gần 20 ngày, chuỗi lây nhiễm liên quan bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức có tổng 90 F0 hiện đã được kiểm soát. Bộ Y tế đồng ý từ 0 giờ ngày 18 tháng 10, cơ sở y tế này được khám chữa bệnh trở lại. Ngày 17 tháng 10, Bộ Y tế đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh thành phố đề nghị phối hợp với bệnh viện hữu nghị Việt Đức để đưa cơ sở y tế này khám chữa bệnh bình thường trong tình hình mới kể từ 0 giờ ngày 18 tháng 10. Bộ Y tế yêu cầu bệnh viện hữu nghị Việt Đức tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm công tác khám chữa bệnh an toàn. Bệnh viện lập kế hoạch thông báo hết dịch và kế hoạch đón người bệnh theo phương án bệnh viện hoạt động tách đôi, có vùng đệm, vùng sạch, khử khuẩn lại các khu vực trong khuôn viên để trước khi quay trở lại làm việc ngày tiếp nhận người bệnh mới đồng thời tháo gỡ chốt phong tỏa đối với tầng 7 và tầng 8 nhà D. Đến nay, chuỗi lây nhiễm liên quan bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức có tổng 90 ca, trong đó 69 ca ghi nhận tại Hà Nội và 21 trường hợp khác tại 4 tỉnh thành, gồm Nam Định 12, Hà Tĩnh 6, Hải Dương 2 và Hưng Yên 1. Quân đội thổ thiệt hại nặng sau vụ tập kích của Syria. Tổng thống thổ Nhĩ Kỳ Taji Erdogan Mới đây đã công bố dự định tiến hành chiến dịch quân sự lớn tại miền Bắc Syria nhằm đẩy lùi các tay súng người Kurd mà Ankara cho là một nhóm khủng bố. Đã có báo cáo về việc Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ điều động 5.000 binh sĩ, hàng trăm xe tăng và thiết giáp tới khu vực từng diễn ra chiến dịch, cảnh ô liu cũng như lá chắn Efrat để sẵn sàng tấn công, dẫn tới việc quân đội Syria triển khai lực lượng nhằm sẵn sàng đáp trả. Mặc dù vậy, theo báo chí khu vực Trung Đông, Ý định của chính quyền Ankara nhằm chuyển thêm quân tiếp viện tới miền Bắc Syria đã kết thúc với những tổn thất đầu tiên dành cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin có được, do hậu quả của một cuộc tấn công tên lửa, một số nguồn báo cáo rằng đó là thiết bị nổ tự chế hoặc đòn tấn công của máy bay không người lái cảm tử. Chiếc xe bọc thép KP-2 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị phá hủy hoàn toàn. Kết quả là hai binh sĩ nước này thiệt mạng và 5 người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Giờ trước Mỹ bất ngờ trước vụ thử tên lửa siêu thanh bí mật của Trung Quốc Quân đội Trung Quốc đã phóng một trái rocket mang theo một phương tiện lướt siêu thanh, nó bay quanh trái đất ở quỹ đạo tầm thấp và sau đó nhắm đến mục tiêu của mình. Cuộc thử nghiệm mới nhất cho thấy Trung Quốc đã đạt được bước tiến đáng ngạc nhiên về vũ khí siêu thanh và tính đến nay đã hiện đại so với việc đánh giá của giới chức Mỹ. Bài viết dẫn lời một số quan chức nhận được thông tin tình báo cho hay, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào về thông tin này. Mỹ và Nga hiện cũng đang phát triển tên lửa siêu thanh, và tháng trước, Triều Tiên cũng nói rằng họ thử nghiệm một tên lửa siêu thanh mới phát triển. Tại một cuộc diễu binh năm 2019, Trung Quốc đã cho ra mắt nhiều vũ khí hiện đại, trong đó có tên lửa siêu thanh của họ, được biết đến với cái tên DF-17. Loại vũ khí này có thể mang theo đầu đạn hạt nhân và bay với tốc độ gấp 5 lần vận tốc âm thanh trở lên, tương đương 6.125 km h Trong khi tên lửa đạn đạo bay vào không gian với quỹ đạo cầu vồng trước khi tiến đến mục tiêu, tên lửa bội siêu thanh có thể bay theo quỹ đạo thấp trong khí quyển nên có khả năng trúng mục tiêu nhanh hơn. Ngoài ra, tên lửa này có thể thay đổi vị trí trong hành trình, giúp nó khó bị theo dõi và ngăn chặn. Theo báo cáo gần đây của Dịch vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ, Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển công nghệ vũ khí bội siêu thanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý đón xem tới cuối bản tin của chúng tôi. Nếu thấy hữu ích, quý vị đừng quên chia sẻ tới nhiều người cùng xem và nhớ đăng ký kênh để đồng hành cùng Tin tức 24h. Kính chúc quý vị khán giả hạnh phúc, bình an. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự tiếp theo.